mua được cái chày 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 dưới. Hả? Tắm vừa mua được cái chày. Đấy nhá. Chày gì? Chày đi bốc cá, đi quăng cá. Tôi chết mẹ rồi, đấy lắm rồi. Đi. Đi. Dậy. Đi đâu? Đi. Đi vậy. Đi. Đấy. Nóng mệt kìa. Tao vừa mua được cái chày ngon lắm. Tao mắt ra mày phải biết được làm yến cá. Không đi. Đi. Ra đây nướng. Đi. Hả? Anh phải nhảy gì không đi được đi. Đi. Không đi mà không. Dậy. Không. Ủa ra. Nóng lên rồi đang cối làm gì? Lạnh. Nóng lên lạnh cái gì? À có lạnh cho nó đang cối làm gì? Ủa ra. Chê đi người đấy. Đi. Không. Đi. Tao vừa mua được cái chày ngon lắm. Không mà. Này, tao tí ra, tao ra cho mày quăng. Ra để tao làm cho mày quăng. Em đi chơi tí nữa, em chơi một bóng gà, em sẽ chơi gà. Đi luôn. Em đi chơi tí, em chơi một bóng gà, em chơi gà. Không đi ra đấy. Không. Thì tí 5 phút ra nhá. Tí 5 phút em gà. Ừ, nhớ đấy. Ok, em cho bóng gà em vậy nhá. Nhớ đấy nhá, 5 phút ra đấy.
Mấy con này bé quá mọi người ạ. Thả thôi. Thả. Tháo gỡ đi. Ở đây là cá vược vược ạ. Cá vược. Đây là nó có quả túi luôn này. Túi được rồi. Con này là con cá vược cho mọi người nhá, ăn thịt nó thơm lắm. Thịt nó màu vàng kìa. Hay là lấy cái xô đây bắt mấy con cá vược. Thôi, cá vược bé. Thả nhá. Bắt con to. Bắt cái xô to ấy. Mấy con? Một con đấy. Nơi mất một con to. Em chả thấy cho anh thử. Nó. Ơi. Nó tí. Thế em phong một phần. Mày không có được đâu, mày cầm nào được cái chai này mà con cá trắng to thế em còn câu được. Được, được đâu. Nó chạy rồi. Đây là con cá tiếp nhỏ ạ. Cá vược ấy. Chua chua nó ra. Chua nó ra ngoài một tí không còn nó sát bà đá. Không, nó bữa đá ngay ngay bờ. Cứ ngồi im mà. Điều gì nó lại quay lại vậy đấy. Đấy, tỏa đi. Chịu được. Cứ im á. Cho nó ra xa tí. Cho nó ra xa tí anh ạ. Tăng đi. Chết. Mời, chạy thẳng thơi. Mời, bắt cá lại dính khuyên. Ôi, chạy bắt ra, ôi, mắt chân đây. Ôi. Thế cũng đòi. Ôi. Thế còn sao em bắt được nó? Kìa, nó chạy ra bên kia rồi, chào. Vẫn ở trong ấy. Đâu, cái phao này đâu? Phao. Mà đây cao qua cái con máu đệ vừa làm đứt mọi người ạ. Thế nó còn cái phao là nó hiện. Đói, cây tăm ngờ. À, tăm chi. Thì nó thò đầu ra ngoài quả đấy nó dãy nó ra đấy. Ôi, bục quá. Nó dãy cái này yếu lắm. Con này 4 con anh nhỉ. Con này cá khỏe dãy ra cái lưới này cá khỏe dãy ra. Thôi thôi nó chết rồi. Thế thịt rồi. Mà để ra vác cho đi. Vác được nó rồi. 5 cân. Con này em nghĩ phải 5 cân. Thế mà là câu. Cái cân này nó yếu ấy. Đây đây. Đây. Ui da. Cứ khuyên, Khuyên rồi. À, tôi khuyên à? Ui. Hai con khác.
Đúng rồi. Con cò đây này. Con này. Đó. Con này, con này. Con ra đây lại xuống nước. À. Ui, kinh khủng điển luôn ơi. À, tình hình bây giờ làm siêu cay. À, nhắm vào. Dạ. Bục cả chai. Không, con này luôn. Là con này là do mau điện câu nó dính cái phao ấy là nó đấy nên mình phải vớt nó lên không nó. Anh này nó dính tí môi đấy, dính tí bờ môi. Bờ môi em mọt lắm. Một cái. Một cái. Ờ. À, cảm ơn. Vẫn được cá đấy. Cá giống anh ạ. Ui nhiều luôn nhé. Nó không sợ anh đâu. Này cá. Ui cá. Mẹ mẹ lên nhiều nhất nhưng mà con cá bé, cá vược. Đây này cơ. Tan cọc không phải quăng vào. Hết. Vẫn đam mê à? Đúng rồi, câu được con nheo ạ. Nheo để con móc để ra vào. Làm còn 4 cân nhỉ, nheo. Nheo to thế nào ạ? Nheo để chấm chấm mấy lần trước. Cô bảo nheo trước được 1, 5, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, cái mày đi ăn, cái này đi ăn cũng là 400 nhưng mà hết rồi, quên. Ôi, thôi cả chấm này, trôi này, trôi. Gì nếu mà có chấm đi thì tốt. Chấm thì thả đi. Thôi, nhà bác không thả cả, không bắt được à con to nữa mọi người ạ. Thả vườn là có thể ăn mấy đâu. Con to đấy chẳng quay em bán được. Thả đến lúc biết là mấy bọn cá nhỏ này sẽ thả hết cho bác làm giống. Gần 20 năm nay người ta có bán cá bao nhiêu đâu. Cho bác làm giống mọi người ạ. Chẳng biết gì mà. Bác thử cho bác con to rồi. Này anh em mình đang định vào. Nhưng mà... có chủ nhà nhỉ? Có chủ nhà. Để chuyển kế hoạch. Chuyển kế hoạch. Xin. Lộ chúng nào ạ? Lộ nào? Chân vượt này. Trôi cho con này, trôi mới thả rồi. Thả lâu rồi nó không lớn. Ăn này có cái gì mà không lớn nhỉ? Không, cái này khăn cường phải cầm ý. Chạy đến thằng Lâm lộn hết là ra chứ. Chạy này mới. Mới mà chắc chưa bị bài hùm ra. Lúc nãy mà nó rẽ thì mình mất ăn rồi. May là nó rẽ ấy. Thò hẳn cái đầu ra ngoài vậy. Không ăn đấy. Tôi tốn tay đấy. Đợi cả nó vào. Không phải vào. Để ta cho một khoảng. Tao ghét người đồng anh lại. Con nhà. Ui, tôi dài nè. Ui, vỡ nhanh lên không còn là chết tôi. Chết nè. Như nhau nhỉ. Địch, quấn, quấn. Có lần này nhanh rồi chỗ này. Kim mua được cái chải để đem đi quăng khắp nơi. Kiểu đem vào đặt thành một cái hàng. Anh nhấc thằng cao nha. Hả? Nó kệ giống mới cả đấy. Ủa?
Con này tao gọi dậy ngủ dậy thì đái cứ thức quẩn. Không phải đâu. Chả thế. Đái cứ thức quẩn. Ôi, chắc mình vào ngủ mê đái ra quẩn. À, đi ra quẩn. Em đi ra quẩn thì chú em đái rồi. Chắc cậu tao ngủ mê. Chắc kiểu ngủ mê ra vội chuối đái nhưng mà mình lại đang ở trong giường. Luôn này. Ăn lên bác sĩ rồi. Úi, sao nhận như ăn dối rồi. Cậu đấy phải chạy à, chạy khi xí cơn hiện này. Đi khắp đồng. Móm. Móm. Đi qua ngà, ao cá giống được. Cá giống rồi. Cậu con cá to đấy. Đấy là em giật xong rồi bị đứt dây em rồi nó có phao nó nổi lên mà để cá quăng vào phao. May còn tao không nhỉ? Nhưng cả đang quan được một tí. Câu của em ấy nghe. Kinh điển. Thôi bắt thế thôi, bây giờ vào chế biến con chấm mọi người ạ. Rửa sạch cái rửa luôn. Em bây giờ đã đổ bia rồi nhỉ? Em mình cho gừng này, giềng này, anh nhầm, xả này, ớt này, tỏi này. Đấy. Để cho bia vào. Tắm cho nó thơm, tắm tí là nó bốc mùi lên, sướng cực luôn. Rồi là người rồi, nha, rửa mang này, thế rửa mang này, wow, thơm thế. Ok, bây giờ cho nó hấp rồi, mình cho mắm muối mì chính đủ hết rồi mọi người ạ. À, đây là sản phẩm của anh em mình nhá. Cá chấm hấp bia nha mọi người nhá. Đây. Chấm kinh điển đó đó, cá rúi. Cá rúi. Còn đây là món trứng nấu canh mẻ. Má để lòng. Khoáng lên cho mọi người xem cái. Rồi. Nấu mẻ đấy. Thơm ngon lắm. Nấu xà. Còn chưa. Còn chưa. Dồi. Nhìn nó thấy xỉu rất dãi rồi. À, còn đây là bình rượu quý nhà anh Khang Trần. À, hôm nay anh em mình lên gọi là vết ao nhà anh Khang. À, nói chung là anh em mình đã gọi là không phải đi ăn trộm nữa nhá. Đây là lên hỏi ý kiến nhà anh Khang đấy. À, đó. Xuống, mọi người xuống thôi nhỉ? Chuyển thôi. Còn trên nhà. À, nâng ly cái nhỉ? Hai ba anh em cũng đi. Đã được chưa? Được chưa? Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay ngày mưa gió, thực chất là hôm nay anh em mình không phải đi ăn trộm cá mà là anh Khang không bắt được cá nên là nhờ anh em mình lên bắt hộ, bắt được con to nhất nhất ao luôn. Con này là mau đệ lên cái là câu cái nó tuột đấy, thế mình mới quăng trải không mồm mất. Vì anh Khang đánh lưới ở dưới ao dưới này thì nó toàn rúc vào hầm ấy, không bắt được nên là phải anh em mình lên mới bắt được đấy. Mời mọi người nhá. Mày mau đi đóng thuyền cho đấy. Gọi cao thủ lên để bắt được đấy. Hả? Hả? Mau đi nó làm gì đấy nhỉ? Trời ơi,
có ăn được không? Ngon không? Chẳng ăn được à? Không ngon không á? Ăn thử quá trời phát biểu. Món gì đấy? Da heo tỏi ớt. Da heo á? Ừ. Bao tiền hộp? Tiền nào? Tiền như trò. Mà mình ngu thế, bán hàng ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh nhìn chút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19 hả? Hả? Bấm điện thoại nha, anh cầm này em ạ. Hả? Hả? Bắt đầu vào nhanh. Mọi người để tiêu cho em đi ạ. Trời, tuyệt vời. Bắt nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em 0585898688. Nhắn tin cho em Dũng mau đi. Đặt hàng 10 gói da heo. Khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần chật chật vào cho máu nó trông lên nào. Quên quá nhỉ, Zalo 0585898688 nhỉ. Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nha, mà hả? Anh cứ đặt nha. Trên 2 hộp trở lên em tặng kèm thêm một gói ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này. Nhưng mà anh làm gì đấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu. Ôi! Nè! Cái cả đây! Cái cả đây! Quả cơn! Cả đây! Hai hốt được mà.